bắt giữ 5 nghi phạm trong vụ hiến tế người gây rúng động Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 5 nghi phạm bị cho là tham gia vụ chặt đầu một người phụ nữ để hiến tế hồi năm 2019. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 5 người đàn ông bị buộc tội tiến hành hiến tế người. Việc bắt giữ diễn ra gần 4 năm sau khi cảnh sát phát hiện thi thể không đầu của nạn nhân tại một ngôi đền đạo Hindu ở đông bắc Ấn Độ, theo hãng tin AP. Nạn nhân trong vụ việc là bà Santi So, 64 tuổi. Người này bị giết và chặt đầu bằng dao dựa vào năm 2019 sau khi đến viếng ngôi đền ở thành phố Guwahati. Có 5 người đã lên kế hoạch giết người phụ nữ và tổng cộng 12 người đã tham gia thực hiện hành vi này, ông Diganta Bara, quan chức của cơ quan cảnh sát thành phố Guwahati, cho biết hôm 4 tháng 4. Ông Bara cho hay kẻ cầm đầu là ông Pradeep Pathak, 52 tuổi. Người này đã dàn dựng vụ giết người như một phần nghi thức tôn giáo để kỷ niệm ngày mất của anh trai mình. Thủ phạm dường như tin rằng sự hiến tế sẽ xoa dịu linh hồn của người quá cố, ông nói. Ông Pathak và 4 người khác bị bắt giam trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, cảnh sát vẫn đang truy lùng 7 đồng phạm của những người này. Theo AFP, Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ đã ghi nhận 103 trường hợp hiến tế người ở nước này từ năm 2014 đến 2021. Các vụ việc như vậy thường được ghi nhận tại các bộ lạc và ở vùng sâu, vùng xa, nơi niềm tin vào thuật phù thủy và năng lực siêu nhiên vẫn còn tồn tại. Năm 2022, hai người đàn ông đã bị bắt vì tội giết một cậu bé 6 tuổi ở thủ đô New Delhi. Hai nghi phạm khai với cảnh sát rằng họ sát hại đứa trẻ để hiến tế thần linh với mong muốn trở nên giàu có.